Chào tất cả mọi người nha. Thì cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Viền. Thì năm mới cũng đã qua rồi, thì Viền chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc cũng như là học tập luôn nha. Thì tiêu đề video hôm nay Viền sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách phá trình tàu mã, còn gọi là xác thực hay yếu tố. Đây, như ảnh mọi người đang nhìn thấy nha. Thì cái dạng này nó là bảo mật hai lớp. Khi mà mọi người bật lên nhưng mà mọi người quên lưu lại cái thông tin để mình lấy mã, thì video hôm nay Viền sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để phá cái mã này nha. Trước khi vào video, mọi người cho Viền xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Viền có nhận tăng like, tăng follow, mở khóa bảo mật bảo kê tài khoản Face, chạy quảng cáo. Thì mọi người nào cần Viền hỗ trợ về Face á, thì mọi người cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền nha. Thì số Zalo của Viền là 0398 776610. Thì cái số Zalo này Viền có để bên góc trái màn hình. Mọi người cần á, thì cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền nha. Ok, thì bây giờ bắt đầu nhìn vào màn hình, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách phá trình tàu mã, còn gọi là xác thực hai yếu tố luôn. Khi mà mọi người muốn phá được cái ứng dụng xác thực này, thì điều kiện đầu tiên là mọi người phải cần có một cái giấy chứng minh hoặc là giấy phép lái xe. Thì đối với những tài khoản chính chủ á, chính chủ nhưng mà trùng tên với lại trùng ngày tháng năm sinh thì mới gửi lên được nha. Còn đối với những tài khoản mà chính chủ nhưng mà tên với lại ngày tháng năm sinh, mọi người để không có trùng với lại giấy tờ, thì mình gửi lên là Facebook nó không có chấp nhận đâu nha mọi người. Với lại tài khoản anh em mua về, anh em dùng một thời gian nhưng mà lỡ nó bị đăng xuất ra khi anh em vào lại thì bị dính cái mã này. Nhưng mà đối với tài khoản mua thì không có chung với lại giấy tờ thì thân của mình. Thì anh em nào mà cần phá những cái dạng mà không chung thông tin á, không chung giấy tờ với mình á, anh em nào cần phá thì cứ liên hệ với cho bên Viền nha. Bên Viền khi anh em đăng nhập vào nó hiện lên như thế này, thì cái bước đầu tiên mình hãy bấm vào là thử cách khác. Rồi anh em xem ở trong đây là mình còn được cái phần nào mình để xác thực không nha. Nhiều lúc anh em cài bằng ứng dụng với lại anh em cài bằng số điện thoại. Nếu mà nó có số điện thoại của mình á, thì anh em chỉ cần bấm vào gửi mã và số điện thoại thôi nha. Một phần lưu ý nữa, thì mấy ngày qua Viền gặp có rất là nhiều, có nhiều anh em bị cái tình trạng như thế này. Nhưng mà anh em nhắn tin vào cho Viền hỏi là sao không thấy mã nó gửi về Gmail. Thì cái ứng dụng xác thực này với lại cái Gmail nó không có liên quan với nhau nha mọi người. Cái Gmail á, là nó chỉ để dành cho mình là đổi mật khẩu. Với lại khi mà mình đổi thông tin gì đấy, nó bắt xác minh vào Gmail á, thì mình mới cần mã vào Gmail thôi nha. Còn cái phần này, nó là ứng dụng xác thực. Ứng dụng xác thực là lúc trước đó mọi người bật cái ứng dụng xác thực lên, nó sẽ lưu một cái dòng mã để cho mình cái dòng keo sau này để cho mình lấy cái mã authent nữa. Anh em vẫn lưu cái đó lại, nên anh em không có lấy được cái phần ứng dụng xác thực này. Ok, thì bây giờ mọi người phá, mọi người hãy bấm cho mình là cái dòng là khôi phục tài khoản, cái chữ màu xanh bên dưới nha mọi người. Mọi người bấm vào đây. Rồi xong mọi người bấm cho mình là tiếp. Rồi ở đây mọi người hãy chuẩn bị cho mình một cái Gmail. Cái Gmail trắng, cái Gmail chưa có liên kết với lại Facebook nha mọi người. Đây bây giờ Viền sẽ điền một cái Gmail vô, xong mọi người bấm cho mình là xác nhận. Rồi nó sẽ gửi về cái mã cho mình về Gmail. Rồi xong mọi người dán mã vào đây, xong mọi người bấm cho mình là tiếp. Rồi ở trong đây nó sẽ có rất là nhiều giấy tờ luôn: hộ chiếu, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận kết hôn. Thì ở trong đây ưu tiên là mọi người dùng cho mình là giấy phép lái xe hoặc là chứng minh nhân dân nha. Mọi người hãy chọn hai cái phần này cho mình. Ok, thì ở đây mình sẽ chọn là chứng minh nhân dân, xong mọi người bấm tiếp cho mình. Rồi mọi người bấm mình là tải lên. Rồi xong mọi người bấm cho mình là gửi nha. Đây khi mọi người gửi xong nó sẽ ra dâng lại như thế này. Như thế là mọi người gửi xong nha. Khi mọi người gửi xong thì tùy theo tài khoản, có những tài khoản á, nó sẽ phản hồi cho anh em trong vòng 5 đến 10 phút thôi.
còn có những tài khoản nó sẽ vào trong vòng 1 ngày, có những tài khoản nó sẽ 2 ngày, thì cái này nó tùy thuộc vào những tài khoản khác nhau nha mọi người. Khi mọi người gửi xong thì ở trong cái Gmail của mình nó có gửi cho mình một cái phần theo dõi trạng thái, thì mọi người hãy bấm vào cái phần theo dõi trạng thái khôi phục tài khoản của bạn, thì mọi người sẽ biết là cái tài khoản của mình nó có chấp nhận hay không nha. Đây thì hiện tại mình mới gửi thì nó để là đang xét duyệt, thì trong thời gian đang xét duyệt á, đây nè, chúng tôi đang xét duyệt nội dung của bạn gửi, quy trình này thường mất 48 giờ, thì như hôm nãy viên nói nha. Rồi nếu mà tài khoản của mọi người mà nó chấp nhận á thì nó sẽ hiện ở dưới đây đã có quyết định, nó hiện cái ô màu xanh này ở dưới đây là tài khoản của mình đã chấp nhận. Còn những cái tài khoản mà nó không chấp nhận thì nó sẽ để một cái ô cho màu đỏ dưới đây, ở dưới cái dòng đã có quyết định nó để cái ô màu đỏ là tài khoản của mình nó không chấp nhận, một là giấy tờ của mình sai hoặc là mình chụp rõ không nét. Rồi khi mà nó chấp nhận nó sẽ phản hồi cho mình một cái Gmail như thế này: giờ bạn có thể đăng nhập vào lại tài khoản, cảm ơn bạn đã xác nhận danh tính, bạn có thể nhấp vào nút dưới đây để quay lại trở lại tài khoản của mình. Thì mọi người chỉ cần bấm vào truy cập vào tài khoản hoặc là lấy cái này làm mật khẩu cũng được nha. Khi mà mail nó đáp lại như thế này là tài khoản của mình đã được chấp nhận. Còn khi mà cái Gmail nó gửi về như thế này là giấy tờ của mọi người nó không có được chấp nhận, thì mọi người hãy thử lại gửi lại giấy khác. Nếu mà giấy khác mọi người cũng vẫn không chấp nhận nữa là tỷ lệ là cái thông tin của mọi người, cái ngày tháng năm sinh nó không có chung với lại giấy tờ tùy thân. Ok, anh em nào thấy video này của Quyền hay thì nhớ cho Quyền xin một like, một đăng ký kênh, nhớ là ấn vào chuông để theo dõi những cái video lần sau của Quyền nha mọi người. Like với lại đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí, nên mọi người cho Quyền xin một like, một đăng ký kênh nha. Bye.